nay thầy mong muốn các bạn sẽ có thời gian hữu ích cùng với thầy Béo nhé. Ok, chào bắt đầu nhé. Bạn đâu nhỉ? Bạn ơi, bạn chữ thăng piong. Ok, chào 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 chào. Chào, hôm nay Béo vũng tọc ngữ pháp mà hôm nay sẽ học cùng với thầy Béo là từ ư à ư ư lệ dụ입니다. Ư lệ dụ động từ rồi hiểu kiểu động từ thêm ư lệ dụ trong là khác kiểu ư lệ dụ. Chà, ý muốn bao bì bỏ thế ơi, ngữ pháp này là gì nhỉ? Ngữ pháp này nhé, chờ các bạn nghe nhé. Chúng ta muốn mò đi xem phim một cùng với người yêu, hay là một chúng ta muốn đi ăn cơm cùng với bạn chẳng hạn. À, lúc đó nhá, chúng ta phải làm gì? Phải rủ chứ, rủ ở bạn ơi, chúng ta tối nay đi ăn cùng không, hay là mà em ơi, mà tối nay đi xem phim không, đúng không? Khi chúng ta rủ người khác cùng làm gì, chúng ta hỏi ý kiến của người đó. Bạn ơi, thế nào? Đi xem phim không? Đi ăn cùng không? Hay là đi đâu không? Mà làm gì không? Lúc đó chúng ta sử dụng ngữ pháp này, động từ ư lê yô. Tóm lại là khi chúng ta rủ người khác cùng làm gì? Khi chúng ta rủ người khác cùng làm gì? Lúc đó sử dụng ngữ pháp này. Chà, ví dụ nhé. Tôi lấy ví dụ cho các bạn. Thầy muốn nói là một thầy ơi, cái thầy ơi, chúng ta cùng đi ăn tối không? Cùng đi ăn tối không? Thầy ơi, chúng ta cùng đi ăn tối không? Ok. Kromyo, thầy giáo là sân sân nhìn. Cùng đi, cùng. Katsu, uri. Katsu, cùng chúng ta cùng làm gì? Uri katsu là chúng ta cùng làm gì? Chúng ta cùng làm gì? Với cả, mà ăn tối là gì ạ? Chonyeok을 먹다. Ok, 그래서 thầy thử đặt câu cho các bạn nhé. Đúng rồi. Thầy ơi, chúng ta cùng đi ăn tối không? Ok, gọi kéo. Chúng ta cùng ăn tối không? Chà, 그러면 nói như thế nào nhỉ? Chào, 보겠습니다. Sensei, 우리 같이 저녁을 잠시만 내릴게요. 저녁을 먹다. 오케이. 저녁을 먹다인데, 자 이렇게 볼게요. 자, 그런데 좀따 수성 무슨 말 뭐? 자, 샘나냐? 뜨붕 먹다. 먹다. 뜨붕 먹다. 거 후원 구이죠. 뭐? 이네. 후원 구이죠. 뭐? 대네. 좀따 파이 템 네. 뭐다? 템 을래요? 을래요? 이렇게 해서 모두 할게요. 을래요? 자, 별명 낫냐? Khi chúng ta muốn rủ người khác cùng làm gì? Lúc đó nhá, chúng ta phải thêm sử dụng ngữ pháp này. Nhưng mà ý trong trong câu này, bọc ta nữa có form cuối rồi đúng không? Thế nên khi nào từ vựng có form cuối thì chúng ta phải thêm ư lê yu, ư lê yu. Ok. Chà, ví dụ khác nhé. Chà, ví dụ khác. Màu đỏ rồi, màu đen nữa kéo. Màu tô, ví dụ khác. Thầy ơi,
chúng ta cùng mở đọc sách sách không? Các con muốn hỏi như thế. Các con muốn dù thời cùng làm gì? Muốn dù thời cùng đọc sách đúng không? Lúc đó vẫn sử dụng ở có chỗ này leo. Ok. Cha, nói như thế nào nhỉ? Thầy viết bên bên dưới nhá. Này. Đó. Thầy ơi, sân sân mình, chúng ta cùng tiểu hai là 우리 같이 đọc sách là gì ạ? Các con ơi, đọc sách là gì?책을 읽다. Ok, 책을 읽다. Chà, từ vùng책을 읽다 có phương cuối rồi nhỉ? Như này, có phương cuối rồi đúng không? Chà, vào đây thêm nói gì? Nếu mà có phương cuối thì thêm 을래요? Ok, thế này chúng ta thêm 읽을래요? Như này. Màu đỏ, bông, 읽을래요? Ok. Khi nào có phương cuối thì chúng ta muốn rủ cùng làm thêm leo hay thêm leo hiểu chưa? Ta lấy ví dụ một cái nữa. Chà, xuống 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 xuống. Chà, chúng ta muốn nói gì nhỉ? À, 아니야. 이거 말고 이제 vừa nãy nó bueno, cái này câu này nữa từ cũng có phần cuối đúng không? Thế nên thêm leo, ok. Nhưng mà nếu mà từ vựng nào không có phần cuối, chả ví dụ các con muốn nói như thế này. Thầy ơi, chúng ta cùng học tiếng hàng không, ok. Các con muốn dù thời cùng học tiếng Hàn ấy. Chắc con nói như thế nào nhỉ? Sân sinh님, chúng ta cùng, 우리 같이 한국어를 học, 공부하다. Ok. 자, 공부하다는 어떻게 xem nào? Không có phương cuối nhỉ? Đúng, đúng không? Không có phương cuối. Thế nên chúng ta phải thêm một cái này. Halleluya. Nếu mà từ vùng không có phương cuối thì bên dưới thêm liên lệ yếu liên lệ yếu Thông sinh님, 우리 같이 한국어를 공부할래요? 이렇게 말. 리을래요? 자, thầy nói lại nhé. Khi chúng ta muốn dùng người khác cùng làm gì, chúng ta phải sử dụng cấu trúc leo. Nếu mà từ vựng có phương cuối như thế này thì thêm leo đó. Nhưng mà nếu mà không có phương cuối như kiểu công bố hát thì nên chúng ta phải thêm liên leo như thế này. Chà, ví dụ khác nữa nhé. Cứ tiếp. Tiếp tục. Chà, các con muốn nói là thế là chúng ta đi du lịch không? Chúng ta đi du lịch không? Chúng ta thầy ơi, chúng ta cùng đi du lịch không? Các con muốn rủ thầy cùng đi du lịch ý. Đi du lịch cùng ý. Chà, cũng giống nhau. Sân sinh님, 우리 같이. Các bạn ơi, đi du lịch là gì nhỉ? Đi du lịch. Yeo haeng을 가다. Ok. Chà, yeo haeng을 가다 là đi du lịch. Ok. Nhưng mà, từ vùng này cũng là không có phương cuối nhỉ? Không có phương cuối. Thế nên, bọn này thường nói gì?
lúc đó thêm cái gì? Có bắt chim lý thêm lý lê yúc khá lê yúc. Ok, khi nào tự vựng nào không có phần cuối chúng ta thêm bắt chim liên sau đó lê yúc, thế nào đơn giản đúng không? Khi trong sinh hoạt ấy, khi chúng ta giao tiếp với người Hàn, khi gặp người Hàn ấy, các con muốn rủ bạn bạn ấy cùng làm gì? Đi xem phim không? Hay đi ăn gì không? Hay là một đi du lịch không chẳng hạn? Lúc đó nhá, chúng ta sử dụng ngữ pháp này, động từ ư lề yếu, ư lề yếu. Các con nhớ nhá. Chà, thế là chúng ta cùng ăn tối không? Chúng ta cùng là uri gachi입니다. 저녁을 먹다. Từ vùng먹다는 có form cuối rồi đúng không? Lúc đó chúng ta phải thêm cái gì? Ư lề yếu. Các bạn nhớ nhé. Nếu mà từ vựng có ở form cuối thì thêm ư lề yếu. Ok, giờ ví dụ khác. Thế chúng ta cùng đọc sai không? Giờ đọc선생님, 우리 같이 책을 읽다. 책을 읽다. Đọc sách đúng không? Từ vựng읽다 cũng có phần cuối rồi nhỉ? Thế nên thêm cái gì? Ư lề yúc. Ok. Chà, ngữ pháp khác là nếu mà từ vựng không có phần cuối. Chà, ví dụ công bu hada chẳng hạn. Công bu hada không có phần cuối đúng không? Thế nên lúc đó nhá, chúng ta phải thêm lý lề yúc. Lý lề yúc. Sinh sinh nìm, 우리 같이 한국어를 공부할래요? Ok. Chà, tiếp tục. Thế là chúng ta cùng đi du lịch không? Muốn rủ thầy cùng đi du lịch. Chà, đi du lịch là 여행을 가다. 여행을 가다입니다. Thế 가다, từ vùng 가다 cũng là không có phần cuối đúng không? Thế nên thêm liên lệ yếu. Đơn giản nhỉ, đúng không? Không khó đâu. Thế nên từ bây giờ, các bạn có thể rủ người bạn Hàn Quốc cùng làm gì được. Ok, thế nên các con thử nói đi, chúng ta cùng xem phim không? Chúng ta cùng xem phim không? Chả, các con thử nói đi. Thầy biết ở đây nhé. Bạn ơi, chúng ta cùng xem phim không? Các bạn rủ bạn của các bạn ấy, cùng đi xem phim đi. Đấy, thế nào? Chinguya, Uri, Kachi. Xem phim là gì ạ? Xem phim tiếng Hoa là gì? Yong hoa rưu bùa. Ok. Yong hoa rưu bùa nữa. Không có phương cuối nhỉ? Đúng không? Thế nên dù như thế nào? Không có phương cuối thì... Ok. Yong hoa rưu 볼래요? Ok. Từ vựng nào không có phần cuối thì chúng ta phải thêm 를래요? Ok. Không khó đúng không? Đơn giản đúng không? Chà, thầy hỏi một cái nhé. Một câu. Các bạn ơi, thầy hỏi một chút nhé. Ở Việt Nam ấy, người Việt Nam ấy, khi tán gái chẳng hạn, tán trai cũng được. Tán là gì ạ? Tán là cô sĩ đã tán tán입니다. Kromyo, tán trai là gì? Nam giả를 cô sĩ đã iroke. Tán gái chẳng hạn. Yo giả를 cô sĩ đã tán입니다. Tán. Chà, thầy hỏi nhé. Khi người Việt Nam ấy, khi tán gái là tán trai, các bạn thường nói như thế nào? À không biết chứ. Đây em chưa có kinh nghiệm ý. Thế này không biết ý. Chưa bao giờ gặp người yêu. Hay là một đi xem bóng đá không? Ok. Người Hàn Quốc ý, thường nói như thế nào? Không phải thường đâu. Cái câu này rất là hay.
người Hàn Quốc ấy, hay sử dụng câu này khi nói đùa ấy, thật thời Việt nhé. Uri 집에서 라면 먹을래요? 이렇게. 가능해 là người Hàn Quốc ấy, hay nói như thế. Yeah, Uri 집에서 라면 먹을래? 라면 먹을래요? 이렇게. 자, 우리 집에서는 nhà chúng ta nhé, nhà tôi, ramen là gì ạ? Mì tôm, mogule ăn, cái này nghĩa là, dù dù bà nói, bà nói, chúng ta cùng ăn mì tôm ở nhà không, ở nhà tôi không, thế rồi, tại sao người ta không nói như thế? Tại sao mì tôm ăn mì tôm như thế đó? Chà, bởi vì thực ra thì câu này là một lời lời kịch ấy, một phim Hàn Quốc rất là nổi tiếng ấy. Ở đây nhé, một nhân viên phụ nữ với cả nhân viên nam, nhân viên nữ và nhân viên nam ấy, hai người sau khi đi đi chơi xong ấy, đang trên đường về, con trai đưa con gái này đến nhà nhà con gái rồi. Sau đó thì nhân viên nữ nhân viên riêng viên nữ cứ rủ riêng viên nam anh ơi, ăn mì tôm ấy, chúng ta ăn mì tôm ấy, ở nhà tôi không? Thì phim này rất nổi tiếng về Hàn Quốc. Sau đó mọi người Hàn Quốc ấy, tất cả đều nói như thế này khi muốn dụ dỗ hay là muốn tán gái ấy, hay là tán trai thì người Hàn Quốc hay dùng cái này. Thế nên thời chuẩn bị thì video clip này rồi, chờ thử xem nhé. Đang chuẩn bị nhé. Chờ chân phim này nhỉ? Các bạn thử nghe nhé. Chờ hai đứa này đi chơi xong ấy thì thằng này đưa con gái này về rồi. Sau đó thử nghe nhé. 고맙긴요. 아, 고맙긴요. 고맙긴요. 감언지. 저기요. 저기요. 감언. 아, 혼나 vui vẻ rồi. 감언. 탕나이 봐봐. 아, 탕나이. 아, 혼나 sướng nhờ. 아, 혼나이. 아, rất là thời gian rất là vui vẻ rồi. Ok. Hôm nay có thể ngủ ngon được. Nhưng mà tự nhiên. Làm nhân nổi lên. Ồ, nghe chưa? Như này, như này. Làm nhân nổi lên. Làm nhân nổi lẽo. Ồ, ăn mì tôm không? Ư lẽo, dù người bạn ấy cùng làm gì đúng không? Thì chúng ta cùng ăn mì tôm không? À, tại vì lời kinh này sau đó mọi người Hàn Quốc ý, tất cả đều dùng cái này, nghe lại nhé. Ramen 먹을래요? Ramen 먹을래요? Ramen 먹을래요? Lại nhé. Ramen 먹을래요? Ramen 먹을래요? Thế này, nhìn kia, sướng 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 đúng không? Chờ. Sau đó thì con gái này nó đang dọn nhà, dọn dọn nhà, cái thằng này nó rất là ngại, không thể vào được, cứ cứ đợi đợi đằng sau nha, đó. Bên ngoài nhà. Ừ, kia, sừng sừng. Sau đó thì diễn viên nữ nữa chuẩn bị nấu mì tôm, mình đã nấu mì tôm. Da시 우리 집에서 라면 먹을래요? 자, 오케이. 오케이. 자, 오케이.
OK. Như vừa nãy bạn nói cử diễn viên nữ nói là ramen 먹을래요? Ramen 먹을래요? 구만 미통 không? 구만 미통 không? Chà, hôm nay chúng ta đã học ngữ pháp ư ư lệ yô. Khi các bạn ấy muốn rủ người khác cùng làm gì? Lúc đó chúng ta sử dụng ngữ pháp này nhé. Chà, OK, thế nào? Đây là ngữ pháp này là ngữ pháp mới trong sách 2. Lớp sách 2, lớp lớp sách cấp 2 chúng ta có thể học ngữ pháp này được. Các bạn thế nào? Này, vui chưa? Hay chưa? OK. Chà, tôi muốn nói là các bạn ấy, trước khi quyết định ấy, học tiếng Hàn ấy, các bạn phải suy nghĩ trước rằng tại sao mình phải học tiếng Hàn nhỉ? Tại sao chúng ta nếu mà học tiếng Hàn ấy, chúng ta sẽ sử dụng tiếng Hàn như thế nào? Mục tiêu là gì? Mục đích của học tiếng Hàn của tôi là gì? Để cho các bạn biết ấy, lý do chúng ta tại sao học tiếng Hàn, cả tại sao học sách 2, sắp cấp 2 nhỉ? Hôm nay thầy đã giải thích cho các bạn, với cả thầy hôm nay đã dạy một cái ngữ pháp trong sách 2, lớp sách 2. Thế nào, hôm nay thú vị chưa? OK, chào, ta thắc kết đó. OK, hôm nay là chủ nhật đúng không? Il-yo-il입니다. Bây giờ 6 giờ 38 phút. Bây giờ chắc là bây giờ các bạn đi ăn tối nhau đúng không? Thế nên các bạn chúc ăn ăn tối ngon miệng nhé. Vậy cả chỉ còn mấy tiếng nữa thì sẽ được ngày thứ hai đúng không? Tôi muốn nói là mong chúc một ngày vui vẻ nhé. Khi nào khi các bạn học tiếng Hàn, khi nào có muốn rất là muốn hỏi hỏi về tiếng Hàn ấy, là có gì thắc mắc ấy, thì cứ hỏi thôi đi, tôi sẽ giải thích cho các bạn, không còn ngại đâu. Cứ hỏi thôi mà đi. OK, chào, hôm nay chúng ta học ở đây thôi nhé. Các bạn là bác ba rồi, bây giờ đi ăn cơm đi nhé. OK, chào, 수고했고 오늘도 좋은 하루 되시고 다음 시간에 만나겠습니다. 수고했어요. 감사합니다. 다음에 볼게요. 네, 감사합니다. 수고했어요. 네.